Như ở phần đầu chương trình, chúng tôi có đề cập đến một cảnh báo, đó là số trẻ nhập viện do thời tiết đang gia tăng. Vậy thì các bậc phụ huynh cần có những lưu ý gì? Chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Hồng Giao từ phim trường thời tiết. Dạ vâng, xin chào ngày mới quý vị khán giả. Điều đáng lưu ý là Tây Nam Bộ đang trải qua đợt nắng mạnh và nóng kéo dài, chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nơi nóng nhất ngày hôm nay sẽ là Cao Lãnh chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Còn tại Châu Đốc, Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu và các nơi khác phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Cùng với độ ẩm thấp, hầu hết là đều không quá 55%. Tại thành phố Cần Thơ, dự báo nắng mạnh, nhiệt cao trong ngày hôm nay và cả 2 ngày tới, thậm chí là ngày thứ tư, chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C, cộng với độ ẩm ở mức thấp 46-47%. Trời nắng khô như thế này thì trẻ nhỏ hay chạy nhảy hoặc là tập thể dục nhiều có thể bị mất nước. Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh cần cho trẻ đội nón rộng vành, mặc quần áo thoáng mát, sáng màu và không cho trẻ ở lâu ngoài trời. Lưu ý là không để trẻ em trong xe hơi nếu không có người trông coi. Ngoài ra thì nên nhắc trẻ uống thật nhiều nước và bổ sung thêm nước trái cây để bù nước cho cơ thể. Thành phố biển Phú Quốc ngày hôm nay sẽ dịu nóng hơn so với trong đất liền. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 32 độ C, độ ẩm không quá 56%. Về lịch trình ra vào các đảo như Phú Quốc, Nam Chu, Thổ Chu và Côn Đảo, ngày hôm nay cũng thuận lợi khi mà dự báo ở vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang, trời không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió không quá cấp 4 là mức an toàn cho tàu thuyền hoạt động.